quỳ lại đấng Tam Giới Tôn, quy mãn cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rầm thọ trì 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đầu, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi Ngài còn là pháp tạng tỳ kheo, nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có ngục hình, hai loài ngạ quỷ súc sanh không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vậy, thầy không thành Phật lời này không sai. Nguyện thứ hai, nhân dân trong nước đều hóa sanh từ chính phẩm liên, nương theo nguyện lực tinh chuyên, đến khi thọ mạng sen liền nở hoa. Nguyện thứ ba, hóa ra vật thực, nhiều thứ ngon khỏi phải tìm cầu. Dùng xong vật dùng liền thâu, không cần phải rửa phải lao nhọc nhằn. Nguyện thứ tư, y phục mỗi ngày, muốn bao nhiêu áo mũ dép dài, thảy đều quá đủ trưng bày. Khỏi mua khỏi giặt khỏi mai cực lòng, nguyện thứ năm thành trì bát ngát, nhiều lâu đài cung điện nguy nga, bái hàng cây bao đơm hoa hương thơm ngào ngạt tỏa ra nhẹ nhàng.
Nguyện thư sau kính mến tương giao, không sáng tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không ganh không ghét thương nhau vô vàng. Nguyện thứ bảy nhân dân trong nước, không có lòng uế trượt dâm ô, cũng không có tiếng tục thô, cùng là nông dân hồ đồ ngu si. Nguyện thứ tám chuyên trì chánh niệm, nhớ điều hay điều dở bỏ đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì, người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nguyện thứ chín chỉ nghe điều thiền, có hơi đâu nghĩ chuyện giống dài. Chuyện tâm tu niệm hằng ngày, rồi ra nghiệp chương dứt ngay không còn. Nguyện thứ mười biết thân này quyền, thì không nên tham luyến thế gian. Khổ thai trần thế không an, xin đừng tham đắm vô vàng điêu linh. Nguyện mười một trời người tuy khác, hình dung đồng một sắc vàng y. Người người nghiêm chỉnh phương phi, mặt mày đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nguyện mười hai thinh văn duyên giác, nhờ chuyên cần tu tập hành thiền, cho đến động vật nhân thiên, chứng quả duyên giác thinh văn không lường. Nguyện mười ba dân số Phật đàn, không còn có số tính ra cho bằng. Nhiều như số các sông Hằng, tại an dưỡng quốc khó phân khó lường. Nguyện mười bốn sống đời trường thọ, cảnh thanh nhàn hương thọ tự nhiên, không sao tính được vận niên sống lâu vô lượng vô biên đời đời. Nguyện mười lăm hướng lạc an nhàn, trọn sống đời cực lạc cao sang. Như người vượt thoát trần gian lậu, hoặc dứt hết lạc bán vui vầy. Nguyện mười sáu thanh tịnh trang nghiêm, hẳn xa lìa vọng tưởng triền miên. Sống đời tịch tịnh an nhiên, niết bàn hiển hiện chân nguyên tỏ bài. Nguyện mười bảy thực hành đạo cả, suốt đêm ngày rồng rã độ sinh. Thiết tha nói pháp tùng kinh, hoằng khai Phật đạo công trình hơn ai. Nguyện mười tám biết được kiếp trước, hãy vừa sanh vào cõi nước tôi. Người người rõ chuyện xa xôi, trăm ngàn muôn kiếp qua rồi đều thông. Nguyện mười chín cái thấy thông suốt,
dân chúng tôi có thể xa trăm. Toàn thể vũ trụ mênh mông, rõ ràng trước mặt đều không trở ngại. Nguyện 20 cái nghe rõ ràng, ở phương xa chư Phật nói kinh. Thấy đều nghe rõ âm thanh, nghìn muôn ức cõi như hình đâu đây. Nguyện 21 biết rõ tâm người, cách ngăn ngàn thế giới xa xăm, chúng sanh vừa mới mong tâm. Dân tôi đều biết không nhầm mãi mãi, nguyện 22 thông dẫn tử tài. Nhưng tầng đâu chẳng nải đường xa, chỉ trong khoảnh khắc vượt qua mười phương các cõi như là dạo chơi. Nguyện 23 công đức vui mừng khen ngợi tôi, đại chúng đồng thanh phát tâm vui vẻ hiền lành. Lâm chung sẽ được quá sanh sen vàng, nguyện 24 quang minh chiếu diều. Nơi đánh tôi rực rỡ vô ngần, sáng hơn nhật nguyệt muôn lần, luôn luôn tỏ rạng khó phân đêm ngày. Nguyện 25 hào quang chói loài, đến tận nơi các cõi u minh. Chư thiên cho đến bàn sinh, thấy hào quang sáng tự mình quy y. Nguyện 26 quang minh cảm hóa, khắp mười phương các cõi nhân dân. Hào quang chiếu đến bản thân, từ hòa tâm tánh hơn dân cõi trời. Nguyện 27 vạn sanh tịnh độ, cho những người giữ giới ăn chay. Đến những ai thiền định đêm ngày, khi nào mang báo thân này tôi và thanh chúng đông đầy. Phong quang tiếp dẫn lên ngai sen vàng, nguyện 28 trời người các cõi. Nghe danh tôi trần thiết quy hoàng, ngày đêm tưởng niệm dây gian. Người ấy sẽ được lạc bán sanh về, nguyện 29 chúng sanh các cõi. Nếu dốc lòng ra khỏi bến mê, tên tôi mười niệm không hề sao lãng chánh niệm được về Tây Phương. Trừ những kẻ tánh tình ngỗ nghịch, cùng những người bán Phật Pháp Tăng. Ra vào tập tánh hung hăng, chắc đọa địa ngục muôn năm thọ hình. Nguyện 30 mọi điều như ý, kiếp trước đây tạo nghiệp không lành. Hôm nay phát nguyện tu hành Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh dễ dàng. Nguyện 31 mọi người cung kính, nghe tên tôi đảnh lễ cúng vàng.
người đó sẽ được dễ dàng trời người kinh nể quy hàng tán dương. Nguyện bẩm hai sanh làm nam giới, những đàn bà con gái chán đời. Phát tâm tính niệm danh tôi, thân sao sẽ khỏi luân hồi nữ nhi. Nguyện bẩm ba chứng liền đạo quả, bậc nhất sanh bổ sư chứng liền. Lại còn những vị siêu nhiên muốn sanh cõi khác, tôi liền giúp cho hạnh nguyện phổ hiền, tịch diệt phạm hạnh cần chuyên thi hành. Rồi ra giao qua chúng sanh, chứng nên Phật quả viên thành nguyện xưa. Nguyện bẩm bốn nhân dân trong nước, muốn sanh về cõi khác độ sanh. Nếu không như nguyện cũng không, đọa ba đường giữ thoát vòng trầm luân. Nguyện bẩm lâm các hàng Bồ Tát, muôn cũng dường chư Phật những đâu, hương hoa anh lạc trân châu mang đi khắp cả vừa hầu bữa ăn. Nguyện bẩm sau được như ý nguyện, nếu ước muốn mọi vật có liền. Đưa đi khắp cả các miền, cúng dường chữ Phật về liền chưa trưa. Nguyện bẩm bảy thông minh trí huệ, hàng Bồ Tát phúng tụng các kinh. Liền được trí huệ thông minh, diễn dương chánh pháp tài tình cao siêu. Nguyện bẩm tám biến tài vô ngài, chư tôn Bồ Tát huệ sáng ngời, giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, biện tài vô ngại không mấy người sánh phân. Nguyện bẩm chính nhân dân trong nước, ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm. Kim can thần lực vô biên, in như chư Phật kim thân sáng ngời. Nguyện bốn mươi quốc độ trang nghiêm, trong cây bao muốn xem chư Phật. Mười phương các cõi ở xa, hiện hiện trước mặt như là soi gương. Nguyện bốn mốt mọi đường công đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn, có thể biết được đạo tràng bày cao cho đến bốn ngàn vô tha. Nguyện bốn hai người vật khôn lường, quốc độ tôi độ vật chúng sinh. Mỗi người mỗi vật tình minh, dù chứng thiên nhãn chẳng nhìn hết đâu. Nguyện bốn ba mọi người trong nước, chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Tự nhiên có sẵn âm thanh, không cần mời thỉnh theo tình thế gian. Nguyện bôn bôn Bồ Tát thanh văn, trong nước
tôi chỉ huệ quái linh, trên đảnh có ánh quang minh. Biển tài nói pháp in hình thế tôn, nguyện bốn lâm mười phương Bồ Tát. Nghe tên tôi phát nguyện quy y, lại thêm thiền định hành trì, liền được giải thoát không gì vướng ngăn. Nếu chi muôn cũng dường chư Phật, trong khoảnh khắc khắp cả các phương. Đường xa tuy khó đo lường, nương nhờ thần lực ở trên đường thông dông. Nguyện bốn sáu chữ tôn Bồ Tát, ở phương xa tinh tấn tu hành, tam muội giải thoát chứng sống. Thường thấy chư Phật số đông không lường, nguyện bốn bài dân số đông dày, hàng hàng lớp lớp về đây tu hành. Người người nguyện thỏa vô sanh, vào hàng bất thối viên thành nơi đây. Nguyện bốn tám hoàn thành pháp nhân, người người đều thành khẩn quy y. Hoàn thành nguyện lớn một khi, nhất nhị tam nhẫn hành trì luôn luôn. Pháp tạng phát nguyện vừa xong, mười phương các cõi thấy đồng hân hoan. Hương hoa kỳ nhạc lòng tàn, cung dường giáo chủ Lạc Bán Di Đàn. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm quận đều không, qua hết thải khổ ách. Này ông Xa Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, nên trong chân không. Không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc.
nên Bồ Tát ý theo Bát Nhã Ba La Mật tâm không ngăn ngài. Vì không ngăn ngài nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật đã được đạo quả vô tưởng chánh đẳng chánh giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật đã là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thải khổ chân thật không hư. Vì vậy liền nói chú Bát Nhã Ba La Mật đa yết đế, yết đế Bà La, yết đế Bà La Tăng, yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Bài Tông Tán. Cuộc hồng trần xoay dần qua ngán, kiếp phù sanh tụ tan mây lâm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi hoàng không. Chim bao kheo khuấy lạ lùng mơ màng, trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn ba thế nay. Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trầm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò quan. Khi nào trao ngọc chút vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày thanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mấy rước trắng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bông nuôi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ la héo nhành tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sum vầy, bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiêu.
cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đôi khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù du sớm tôi một mai, giàu sang cũng thoát xác, xài cũng dâm. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Sự đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Dông hồn ơi hỡi dông hồn, mà cuộc đời nãy biển mây còn tình chưa. Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dần rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Quán Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài. Với cùng thế chi các ngài, cũng đều khuyên thỉnh lên ngai sen vàng. Có bào cây, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây. Có trời cắt cõi truy tùy, có đàn có trong rước đi một đường. Rước về đến cạnh Tây Phương, có ảo thất bảo, có hương ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng trải quanh. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng trải quanh. Thất trân có bảy lớp thành, bảy hàng cây bao, bảy vành lưới châu. Có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo Bồ Đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng xây, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lậu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn không oán không sầu, không già không chết có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rày đã lâu chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình biển ai đã khô bao giờ.
lửa mà phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. Mấy lời hộ niệm trước sau, nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà. Phân thân ra cõi ta bà, từ bi tiếp độ những là chúng mơ sanh. Phúng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước giai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Từ quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Từ sanh thâm nhập kinh tàng, trí huệ như hải. Tự quy tăng đường nguyện chúng sanh, thông lý đại chúng nhất thiết vô